Hello, chào bạn đã quay trở lại với kênh của tôi nha Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một siêu phẩm, một tuyệt tác từ thiên nhiên tạo ra Đây là một dòng isobot có tên là Pumper P, dòng này thuộc chi của Paris Với một vẻ bề ngoài quyến rũ Cùng màu sắc chủ đạo đó chính là màu vàng mật ong kết hợp cùng với màu đen Khiến cho chúng giống như những con ong đang chăm chỉ làm việc Dòng này có nguồn gốc xuất xứ tại những khu rừng và các hang động nhiệt đới tại Thái Lan với những hoa văn và màu sắc nổi bật như vậy, nên dòng này được nhiều người chơi Isobot trên thế giới săn lùng. Để tôi nói cho các bạn một bất ngờ ngã ngửa luôn nha. Đó chính là giá của nó cực kỳ cao trên các sàn thương mại điện tử quốc tế. Với một mức giá không thể nào tin được đó chính là 349 đô trên 6 con. Giống như kiểu lùa gà như lan đột biến vậy đó các bạn. Lúc mà nó mới xuất hiện trên thị trường thì nó có mức giá khá cao nhưng hiện nay Việt Nam chúng ta nhân giống được rồi thì giá nó khá rẻ. Còn về mức giá hiện tại khi mình ra cái video này đó chính là 800 ngàn trên một bắt 10 con. Ngoại hình của dòng Bumblebee này thì nó khá giống như Ample vậy các bạn Chỉ khác nhau là màu sắc của nó có vẻ lợt hơn và cái đầu của nó có cái màu đen như vậy nè Giống như là cái đầu của nó đang đội một chiếc vương miện Vì vậy mà người chơi Isobot đặt nó với cái tên là ông hoàng đế hoặc là ông nữ hoàng Mang trong mình một vẻ đẹp của hoàng gia tạo nên một sự đẳng cấp sang trọng và quý phái Làm cho người chơi Isobot nào cũng muốn sở hữu em nó về nuôi vậy đó Nhiệt độ lý tưởng khi chúng ta nuôi dòng này rơi vào khoảng từ 20 tới 28 độ C. Độ ẩm hợp nuôi từ 60 tới 70%. Kích thước trung bình có thể đạt từ 1.2 tới 1.4 cm. Khi nuôi dòng này thì các bạn nên trang bị cho nó một ít vỏ cây khô hoặc là gỗ mục đã qua xử lý nha. Tặng cho em nó một ít lá móng cù hoặc là lá sake khô thì càng tốt nữa luôn. Và một điều đáng chú ý nữa đó chính là dòng này không dành cho y nha các bạn. Độ khó thì chỉ ở mức trung bình thôi, nhưng tránh việc phải đóng học phí khi tham gia vào bộ môn này, nhất là những bạn mới tập chơi. Chúc các bạn chơi vui vẻ với niềm đam mê Isobot nha. Bye bye.